chương 31. Mâu thuẫn gác. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nét, tra tìm. Mấy trăm người nhìn soi mói, A sơ thân ảnh từng chút từng chút xa đến, thẳng đến cuối cùng biến mất tại hải quân thuyền hạm bông thuyền. Thư trưởng, chúng ta không trở về đến A. Tại chỗ đứng thẳng hồi lâu, mắt thấy hải quân thuyền đều muốn biến mất tại tầm mắt, nhưng Thủy chung không thấy ma gen mệnh lệnh, trong coi nhóm thực tại nhìn không được mở miệng nhắc nhở. A, à, là, tất cả mọi người nghe lệnh trở về im theo đau. Vâng. Khi lấy được ma gen mệnh lệnh về sau, Trong coi nhóm liên tiếp trở về im theo đau, nhất nhiệm vụ trọng yếu đã hoàn thành, nhưng cũng không ý vị chuyện gì cũng không, thẳng đến hiện tại vẫn như cũ còn có mấy tên đang lẫn trốn tù phạm không có bắt lấy, còn lâu mới là nghỉ ngơi thời điểm. Cảm thụ được trong túi lặng lặng nằm chìa khóa, William trong lòng mới hơi có vẻ buông lỏng đây là xuất phát trước William đặc biệt vì bản thân chuẩn bị. Vạn nhất Luffy xảy ra ngoài ý muốn không thể cởi bỏ còng tay, bản thân cũng không trở thành ngồi chờ chết. Cứ việc ngụy trang kế hoạch là mình đã sớm quyết định công việc tốt, thật là đến giờ phút này, William vẫn có chút khẩn trương. Dù sao mình chờ một lúc muốn đứng trước thế nhưng là đứng ở thế giới đỉnh điểm một đám người, Sengut, Gat, đều không ngoại lệ đều là chí cường giả. Vậy mà, tiễn đã tại dây cung không phát không được, Việc đã đến nước này, William đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì bên trên. Vì tăng thực lực lên liều, William cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Không đến nửa nhỏ lúc, hải quân bản bộ Marinefo liền đã gần ngay trước mắt, dù là thân là đối địch phương, William cũng không thể không khẳng định tòa hòn đảo này to lớn. Hai bên đều là cao vút trong mây dãy núi, ở giữa nhập khẩu càng là tu kiến kiên cố phòng ngự hệ thống, tuyệt đối dễ thủ khó công mà cái này cũng chỉ là tầng ngoài cùng lực lượng tòa trấn nơi này một đám cường giả mới là để hết thảy tội phạm nghe tin đã sợ mất mật mấu chốt cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại nơi này mới có lấy đại hải tặc thời đại hòa bình biểu tượng xưng hào không giống với ngày xưa hôm nay marinfo lại là dị thường náo nhiệt mấy vạn hải quân tập trung tại bản bộ bến cảng trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn trương không an phận vây càng là bao phủ cả cái vịnh biển nhìn trước mắt sắp hàng chỉnh tề mấy vạn hải quân William cái trán không khỏi hiện ra mấy giọt mồ hôi lạnh, này khổng lồ quy mô đơn giản hù chết người, mấy vạn hải quân không có kẻ yếu, tất cả đều là đi lên chiến trường gặp qua máu tươi chân chính chiến sĩ, mỗi một cái đều có được tướng tá sĩ quan thực lực. Nhìn đến đây, William trong lòng không nhịn được may mắn chính mình lúc trước quyết định, may mắn chính mình lúc trước không có lùi bước, xông vào dưới mặt đất sáu tầng. Không phải, tại trong cuộc chiến tranh này bản thân cũng chỉ có thể biến thành một cái bình thường pháo hôi rất nhanh William liền bị người tới tử hình trên đài, nhìn tả hữu hai bên đứng thẳng hai bóng người, William tâm bỗng nhiên một nắm chặt, bên phải là hải quân nguyên soái Sengut, bên trái là hải quân anh hùng gáp trung tướng. Cho dù hai người chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng vẫn là mang cho William vô biên áp lực, thậm chí một lần đối với mình biến thân thuật sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ lại bị bọn hắn phát hiện. Vậy mà, khi William đối đầu gáp cặp kia đục ngầu hai mắt lúc, treo lấy tâm mới bình tĩnh. William từ trong cặp mắt kia nhìn thấy chỉ có không bỏ cùng hối hận hiển nhiên thân phận của mình cũng không có bại lộ ngươi làm sao còn ở nơi này vẫn là sen lên tiếng trước nhất hiển nhiên cũng không phải là đối william nói ta liền ngồi ở chỗ này không được a à. vậy mà gáp thái độ lại là vô cùng kiên quyết trực tiếp cự tuyệt sen vấn đề giọng nói càng là dung không được nửa chút chất vấn rất có một lời không hợp liền động thủ ý vị tùy theo ngươi Rõ ràng cảm nhận được gáp tâm tình chập chờn, Sen Gúc rõ ràng lúc này tuyệt không thể lại kích thích hắn, nếu không ai cũng không biết hắn sẽ làm ra thứ gì điên cuồng sự tình. Một khi cho đến lúc đó, cả cái cục diện cũng có thể bởi vì hắn một người mà thay đổi. Đây cũng không phải là bản thân muốn nhìn đến, cũng liền nằm thừa nhận gáp tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước liền là không nghe lão phu lời nói? Vì cái gì? Vì cái gì? Một câu bên trong bốn cái vì cái gì? dù là sự tình không có quan hệ gì với chính mình, William cũng không khỏi đến đồng tình gác, hắn tao ngộ thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Bản thân là hải quân bên trong hero, nhưng nhi tử lại là thế giới số một tội phạm quân cách mạng thủ lĩnh, cháu trai lại là lấy hải tặc vương làm mục tiêu một đời mới hải tặc, cực ác thời đại bên trong một thành viên, nhận nuôi một cái đồng dạng cũng là hải tặc, hơn nữa còn là mạnh nhất đoàn hải tặc băng hải tặc trâu trắng bên trên đội trưởng có thể nói không có một cái là theo ý hắn nguyện phát triển, càng là không có một cái để hắn bớt lo. Gia Gia, ta. Vừa nói ra miệng ba chữ, William liền là ý thức được không đúng, cho tới nay Acer đối gáp xưng hô đều là lão gia tử, chưa từng có kêu lên Gia Gia, bản thân lễ phép rất có thể bại lộ thân phận của mình. Ngươi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Nói thầm một tiếng không may, quả nhiên gáp chú ý tới mình đối với hắn xưng hô, càng làm cho William lo lắng là, gáp trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt mà sao động khí tức, phản phất sắp bộc phát núi lửa cực độ bất ổn lúc nào cũng có thể bạo tạc. Đương nhiên là bảo ngươi lão gia tử A, không phải ngươi cho rằng là cái gì. Nói chuyện cùng lúc William càng là đem mặt xê dịch về một bên, không nhìn tới gáp hai mắt, hai tay yên lặng vương hướng túi, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vậy mà, William chờ đến lại không phải gáp chất vấn, cũng không phải gáp thiết quyền, mà là một trận trầm mặt. Thật lâu cũng không thấy gáp nói ra một chữ, chỉ có cái kia chập trùng không chừng khí tức thủy chung tàn phá bừa bãi lấy chung quanh hết thảy. Khi William quay đầu nhìn về phía gáp lúc, nhìn thấy lại là một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt, nước mắt tại hắn trong hốc mắt vừa đi vừa về đảo quanh, cứ việc đang liều mạng khống chế, nhưng vẫn là ngăn không được nước mắt chảy trôi. Ngừng lại thì nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, cũng không tiếp tục thụ gáp khống chế chảy xuôi không ngừng. William không biết là, này âm thanh gia gia gáp các loại bao nhiêu năm, đối với Acer, gáp có không thua kém Luffy yêu, cũng sớm đã coi hắn là làm bản thân cháu trai ruột, đương nhiên muốn nghe được hắn chính miệng gọi gia gia mình. Thế nhưng là gáp cũng rõ ràng, Acer tuyệt không có khả năng tùy tiện kêu ra miệng, bởi vì Roger duyên cớ hắn đem bản thân chăm chú phong bế, muốn người nhà nhưng lại không dám đụng vào lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân cấp mang đến tổn thương. liền tại chính mình cũng muốn xem nhẹ thời điểm, cái kia khát vọng đã lâu thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, trong nháy mắt đó gáp chỉ cảm thấy mình làm ra hết thảy đều giá trị. Vậy mà, khi gáp ý thức được hiện tại sơ tình cảnh lúc, một đôi mắt không khỏi nhìn về phía khống chế sơ hải lâu thạch còng tay. Trên thân phát ra khí tức trở nên càng phát ra sao động càng phát ra không ổn định, gáp. Không nên quên người chức trách ý thức được tình huống không đối chiến nước vội vàng mở miệng nhắc nhở gáp, nội tâm càng là im lặng, thật sự là hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghe được Sen kêu gọi, gáp cảm xúc cũng mới hơi chuyển biến tốt đẹp, tự thân phóng thích khí tức từng chút từng chút thu về, cố gắng khắc chế cái gì. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 râu trắng hiện thân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nét, tra tìm. Nơi xa mặt trời treo lên thật cao, mắt thấy các loại chuẩn bị đều đã hoàn thành, trầm mặt sen Gúc cầm lấy một bên microphone. Trước đó ta phải hướng chư vị tuyên bố một việc, Pogga, Dê phụ thân ngươi là ai? Sen Gúc thanh âm hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý, vậy mà làm bọn hắn không hiểu là, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này hỏi ra ngay thơ như vậy vấn đề toàn thế giới người đều biết rõ hỏa quyền Acer lão cha là trâu trắng bọn hắn thực sự không rõ vấn đề như vậy có ý nghĩa gì lúc này William lựa chọn trầm mặc ít nói chuyện mới có thể ít phạm sai lầm còn nửa nói thân là tử hình phạm nhân bản thân tại trước khi chết đùa nghịch một chút tính tình cũng là bình thường vậy mà Cúc thế nhưng là sẽ không bởi vì này chút cải biến nguyên bản kế hoạch trầm mặt một lát chính là nói tiếp. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta đến thay ngươi nói, Pogga mẫu thân ngươi là Pogga Ru, không thể phủ nhận nàng là một vị vĩ đại mẫu thân, bởi vì người bình thường không cách nào làm đến hoài thai 20 tháng, ngươi xuất sinh không an toàn nàng dùng mệnh đổi lấy. 20 năm trước, ngươi xuất sinh tại Nam Hải một hòn đảo bên trên, Đương thời chúng ta chỉ là bằng vào chính phú một điểm tình báo đối đương thời xuất sinh hoặc sắp xuất sinh tất cả hài nhi tiến hành điều tra, nhưng thủy chung không thể tìm ra chúng ta muốn kết quả. Bởi vì mẫu thân ngươi dùng nàng sinh mệnh che đậy toàn thế giới, ai có thể nghĩ tới tại cái kia người sau khi chết một năm ba tháng, con của hắn mới xuất sinh. Khi Sen nói đến đây, người thông minh mơ hồ đoán được cái gì, 20 năm trước đây không phải là chính là hải tặc vương Roger bị xử hình một năm, khó nói hai người có quan hệ thế nào. Hỏa quyền Acer, đây hết thảy ngươi không có khả năng không biết, phụ thân ngươi là hải tặc vương Gông dê Roger. Khi Sengoku nói ra cái kia người danh tự về sau, một trận địa chấn quét sạch toàn thế giới, đáp án này quả thực kinh đến bọn hắn, ai có thể nghĩ tới cái kia người vậy mà lưu lại huyết mạch, đây chính là hải tặc vương huyết thống. Mà hết thảy này đối với xuyên qua đến William tới nói lại là một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng phàm là cái biển mê người nào không biết Acer là Roger nhi tử. Vì không bại lộ bản thân biểu lộ, William đem đầu ép rất thấp rất thấp, làm cho tất cả mọi người đều vô pháp nhìn thấy bản thân mặt bởi vì một cái tên cả cái vịnh biển đều bởi vậy lâm vào tuyệt đối yên tĩnh cho đến giờ phút này bọn hắn mới thật sự hiểu trận chiến tranh này ý nghĩa không chỉ có chỉ là làm dẫn ra râu trắng quan trọng hơn là đoạn tuyệt hải tặc vương huyết thống roger tồn tại vô luận là đúng hải quân vẫn là đối thế giới chính phủ đều có to lớn uy hiếp thời đại kia thật vất vả mới kết thúc ai cũng không muốn lại nhìn thấy một vị hải tặc vương sinh ra mặc dù Acer chưa hẳn có thể lên làm hải tặc vương, nhưng lại có cực lớn khả năng. Bởi vì hiện tại hắn liền đã được đến mạnh nhất đoàn hải tặc, mà bản thân hắn thực lực đồng dạng không kém, tự nhiên hệ mera A Fluid năng lực giả hắn có được cực lớn tiềm năng, lại thêm hải tặc vương cường đại huyết thống, ai cũng không biết tương lai hắn sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Điểm này, bọn hắn không thể cược cũng không dám cược, chỉ có thể lựa chọn tại Acer trưởng thành đem diệt trừ đem nguy hiểm ách dết từ trong trứng nước. Tại tất cả mọi người chấn kinh tại hải tạc vương huyết mạch tin tức này thời điểm, mặt biển lại là có lặng yên không một tiếng động biến hóa. Biến cả thủy vị tại từng chút từng chút giảm xuống, khi hải quân ý thức được vấn đề lúc, cả cái mặt biển trọn vẹn giảm xuống hơn một mét. Này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì biến cả lại đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy? Ý thức được biến hóa này sen gút gáp đám người thần sắc trong nháy mắt khẩn trương, này dĩ nhiên không phải hiện tượng bình thường, râu trắng rất có thể đã đến. Tất cả mọi người chú ý, địch nhân đã đến. Sen Cúc vừa dứt lời, nơi xa mặt biển bên trên liền là xuất hiện mấy cái mơ hồ điểm đen. Băng hải tặc râu trắng đến. Không biết là ai hô một câu, mấy vạn hải quân một cái cái nắm chặt vũ khí trong tay, trên trán càng là toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, vô hình áp lực bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục thấy rõ nơi xa điểm đen. Từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc liên tiếp xuất hiện tại hải quân trước mắt, xuất hiện tại toàn thế giới trước mắt. Đó là trọn vẹn hơn 40 chiếc đoàn hải tặc tạo thành hải tặc lớn hạm đội, nhân số đồng dạng đến hàng vạn mà tính. Mục tiêu đã xác nhận, toàn bộ là râu trắng dưới trướng đoàn hải tặc tổng cộng 44 chiếc. Nhưng lại không nhìn thấy râu trắng Moby Dick. Tin chuẩn tình báo rất nhanh truyền đến, nghe cấp dưới báo cáo, Sen Gúc trong lòng liền là một trận bất an, tự hồ lãng quên cái gì. Sau một khắc, khi hắn nhìn thấy Oan Nai đột nhiên nâng lên to lớn bong bóng lúc, này mới phản ứng được bản thân kết cục xem nhẹ cái gì, đối phương vậy mà từ đáy biển sông lên. Dù là thân là địch nhân, Sen Gúc cũng không thể không khẳng định râu trắng chiêu này làm tốt lắm, từ đáy biển mà đến vọt thẳng đến Oan Nai, rút ngắn không ít khoảng cách không nói, chiến đấu tạo thành tổn thất cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Phanh 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 tiếng va chạm đột nhiên truyền đến mấy vạn hải quân chỉ cảm thấy mình nhịp tim đều đi theo chậm một nhịp trong lòng càng là vô cùng kiềm chế thậm chí cảm thấy mình cổ bị một đôi bàn tay lớn bóp lấy liền ngay cả hô hấp đều bởi vậy trở nên dị thường khó khăn một bóng người tùy theo xuất hiện hùng tráng thân hình viễn siêu người bên ngoài chỉ là đơn giản hướng nơi đó vừa đứng vô hình áp bách liền là tập quyển cả cái marinfo thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng đăng tràn. Hoắc ha ha ha, ta thân ái nhi tử, ngươi không có chuyện gì chứ, chờ một lát nữa ta cái này đi cứu ngươi. Phóng khoáng thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, không ai cảm thấy hắn đây là đang nói khoác lác, tương phản một cái cái càng là khẩn trương không được. Nam nhân kia uy danh quả thực quá lớn, quá kinh người. Nghe râu trắng gọi hàng, William lại là khó chịu, theo đạo lý nói Acer cũng đã nhìn thấy hắn, vậy hắn cũng hẳn là biết được cũng đồng ý bản thân kế hoạch, nhưng hắn như cũ gọi như vậy bản thân, liền để William cảm thấy hắn là tại chiếm bản thân tiện nghi, nhưng bản thân hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phản bác chỉ có thể nhận. Phanh Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, râu trắng đem đại đao trong tay để ở một bên, thân thể hơi trầm xuống, hai tay mở rộng đến cực hạn, hai cái trên nắm tay riêng phần mình hiện ra một cái mông lung quan đoàn, từng vết nước trống rỗng xuất hiện tự như là xé rách không gian. Liên tại hải quân không rõ ràng cho lắm thời điểm, hai bên biến cả lại là sôi trào, ngập trời sóng biển điên cuồng đánh tới, một cái nháy mắt liền là nhảy thăng đến cao mấy chục mét độ, mà cái này cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu còn lâu mới có được đạt tới râu trắng cực hạn. Một giây sau, ngập trời sóng biển liền là vượt qua trăm mét phạm trù, nhìn xem cái kia khổng lồ quy mô, mấy vạn hải quân đều muốn tuyệt vọng, này to lớn sóng biển một khi rơi xuống, bọn hắn căn bản không có còn sống sót khả năng. A à, lạp lạp, thế nhưng là không thể để cho ngươi đạt được đâu, kỹ băng hà. Trong lúc nguy cấp, thân là hải quân đại tướng Akiji tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm đến. Một cái lắc mình đi vào giữa không trung, hai tay hóa thành đá mở rộng hướng cắm vào hai bên to lớn sóng biển. Sau một khắc, trăm mét cao sóng biển trong nháy mắt đông kết, một trận nguy cơ cứ như vậy bị Akiji hóa giải một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Ao ra sân hình người pháo đài Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nét, tra tìm Lưỡng cức mâu Tại băng phong sóng biển về sau, Akiji thuận thế khởi xướng tiến công, hai đạo băng cứng hóa thành trường mâu từ trên trời giáng xuống đâm về râu trắng, sắc bén mũi thương tản ra khiếp người hàng ý. Akiji tiểu quỷ, không nên quá càng rỡ. Tiện tay chấn động, không trung đá mâu liền vỡ thành vô số vụn băng căn bản không có chạm đến râu trắng thân thể, không chỉ có như thế càng đem không trung Akiji chấn vỡ, hóa thành một đoàn vụn băng hướng về mặt biển. Bất quá, tại vùng băng tiếp xúc mặt biển trong nháy mắt, lại lần nữa ngưng tụ thành Akiji bộ dáng, mà dưới chân hắn mặt biển càng là tại trong khoảnh khắc bị đông cứng, hàng băng chiến trường trong nháy mắt hình thành. Nhờ vào Akiji kiệt tác, đăng lục chiến liền triển khai như vậy, hỏa lực âm thanh, tiếng trống giận giữ tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, thế giới chú mục chiến tranh tuyên cáo bắt đầu. Tận mắt nhìn thấy râu trắng cùng Akiji giao chiến cả cái quá trình về sau, William nguyên bản cận tồn một điểm tự tin bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ vô luận là trong nháy mắt chấn lên trăm mét sóng lớn vẫn là khoảng cách băng phong cả cái hải dương, đều không phải là hiện tại bản thân có thể làm được. Với lại, này còn chỉ là hai người tiện tay công kích tạo thành phá hư, trời mới biết nếu là hai người dốc hết hết thảy bộc phát ra tất cả lực lượng sẽ tạo thành loại nào phá hư, chỉ có thể nói không dám tưởng tượng. Từ gáp trên thân kiểm trắc đến tông sư cấp trở lên hao su haki, phải chăng rút ra. Từ sen gút kiểm trắc đến địa cấp trở lên thể chất, phải chăng rút ra. Liên tại William cảm giác sâu sắc bất lực thời điểm, hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở đã lâu vang lên. Rút ra. Căn bản không chút do dự, hiện tại bản thân chính là vô cùng khao khát lực lượng thời điểm, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Quen thuộc dòng nước ấm chậm rãi chảy qua thân thể, khi hết thảy biến mất về sau, William chỉ cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng, thậm chí sinh ra mình có thể một quyền oanh phá không gian ảo giác. Mặc dù hiện tại không thể tiến hành nếm thử, nhưng William rõ ràng cảm nhận được tự thân tiến bộ cùng trưởng thành. Đối với tố chất thân thể hạng mức cao nhất chế William cũng không cảm thấy giật mình, dù sao cũng coi là từng có một lần kinh nghiệm. Mặc dù như thế, William vẫn như cũ cảm thấy mình có cực lớn trình độ tăng lên, so với trước đó huyền cấp LV5 thể chất, địa cấp LV10 không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, căn cứ William cảm giác cả hai hoàn toàn không phải cùng một khái niệm tại thu hoạch năng lực một khắc này, cái kia điên cuồng tăng trưởng lực lượng tuyệt không phải mình trước đó nhưng so sánh. Liên tại William yên lặng cảm thụ thực lực mình biến hóa thời điểm, trên chiến trường thế cục lại là đột nhiên biến hóa. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế hải quân pháo kích trận địa bị đột nhiên đến công kích phá hủy không ít. Nhìn xem nằm vật xuống tại pháo kích trận địa to lớn hải vương, trận địa quan chỉ huy một trận ngạc nhiên. Ngay tại vừa rồi bọn hắn chính đối địch nhân khởi xướng tiến công thời điểm, đầu này Hải Vương không biết làm tại sao đột nhiên đập tới, quấy nhiễu phe mình thế công không nói, càng là hủy hoại không ít hỏa pháo, trước mắt này cái trận địa trên cơ bản có thể nói hủy một nửa. Tướng, tướng quân, ngươi xem đó là cái gì? Thuận cấp dưới ngón tay phương hướng xem đến, vị quan chỉ huy này nhìn thấy hắn vĩnh viễn không cách nào quên hình tượng, một cái cao mấy chục mét cự nhân. Đây là cự nhân A làm sao sẽ lớn như vậy? Hải quân bên trong không phải là không có cự nhân tộc chiến sĩ, trước mắt chiến tranh bên trong liền có cự nhân tham gia cùng, nhưng cùng đạo thân ảnh kia so ra, mười mấy mét cự nhân tự như hài nhi thấp bé, cái kia mấy chục mét thân cao thậm chí đổi mới bọn hắn nhận biết. Ê sơ, ta cũng tới cứu ngươi. To lớn thanh âm giống như lôi minh, gầm lên giận dữ hận không thể trực tiếp hủy đi cả cái Marinfo. Little Oak lên A để bọn hắn nhìn xem ngươi lợi hại. Ao đến khiến cho băng hải tặc trâu trắng sĩ khí đại chấn, hải quân pháo kích trận địa cho bọn hắn mang đến cực lớn phiền phức, cả đám đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng không có chỗ vung, hiện tại Little Oak đến bọn hắn tự nhiên không thể để cho hải quân tốt hơn. Rống rống. Phẫn nộ gào thét cùng lúc, Little Oak động thủ, tay phải ở trong biển tùy tiện một trảo, một đầu dài mười mấy mét hải vương liền là bị hắn xoán ở lòng bàn tay Thấy cảnh này, hải quân quan chỉ huy rốt cuộc biết trước mắt hải vương là thế nào đến Càng làm cho hắn tuyệt vọng là Little ác sau lưng có một cái có thể được xưng là trên thế giới lớn nhất lưới đánh cá Bởi vì đó là đi sang hải vương lưới đánh cá Mắt trần có thể thấy bên trong chứa mấy chục con khổng lồ hải vương Chỉ là một cái thiếu chút nữa mà đem bọn hắn tòa này trận địa cho hủy hắn không dám tưởng tượng nếu là tùy ý Little ác tùy ý công kích vậy sẽ mang đến lớn cỡ nào phá hư. Bảo hộ trận địa Bảo hộ trận địa Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Little ác trong tay Hải Vương đã sớm tuột tay rời đi, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung trực tiếp đánh tới hướng bản thân tòa này hỏa lực trận địa, bọn hắn chỉ có thể dùng hết hết thảy bảo hộ trận địa. Vậy mà, kết quả cuối cùng lại là để bọn hắn tuyệt vọng mặc dù bọn hắn đem hết khả năng ngăn cản, nhưng dài mười mấy mét to lớn hải vương lại không phải tùy tiện liền có thể ngăn lại. Súng pháo rơi lên trên đến căn bản không có một chút tác dụng, chỉ là nổ ra mấy đóa huyết hoa, nhưng lại thay đổi chút nào không nó sắp rơi xuống kết quả. Tối hậu quan đầu, một đạo kiếm khí cấp tốc bay tới, lóe lên một cái rồi biến mất xuyên qua hải vương thân thể. Hải vương cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Bất quá, kiếm khí mặc dù thành công chặt đứt hải vương thân thể, nhưng lại không cách nào ngăn cản nó tung tích xu thế. Âm âm, âm âm. Hải vương thân thể luôn luôn rơi tại hỏa lực trên trận địa, nguyên bản may mắn còn sống sót mấy môn hỏa pháo vẫn không thể nào trốn qua bị hủy vận mệnh. Phanh. 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 Ý thức được Little ác uy hiếp về sau, còn thừa hỏa lực trận địa toàn bộ nhắm ngay hắn, từng mai từng mai đạn pháo không cần tiền giống như điên cuồng phát xạ. Vậy mà, không phải tất cả đạn pháo đều có thể vượt qua trăm mét khoảng cách thành công rơi xuống liếc tổ ô ác trên thân. Huống chi, coi như ngẫu nhiên mấy cái thật thành công oanh kích tại liếc tổ ô ác trên thân nhưng cũng không cách nào cho hắn tạo thành chân chính tổn thương. Cái kia khôi ngô thân thể đủ để ngăn chặn một trăm mai đạn pháo công kích, một hai cái rơi lên trên đến căn bản là không chút nào lộ ra, cũng chỉ là phá chút da mà thôi. Vậy mà, Little Oak mỗi lần công kích lại không phải như vậy mà đơn giản ngăn cản. Cái kia nặng đến mấy chục tấn hải vương có được lực phá hoại trừ trung tướng thực lực người có thể ngăn cản bên ngoài, những người khác tại trước mặt nó căn bản chính là không có biện pháp. Mà hải quân tất cả trung tướng giờ phút này đều có bản thân địch nhân, khó mà bước ra rời đi. Như vậy, Little ác một người liền áp chế hải quân bản bộ tất cả hỏa lực trận địa. Tương đối, băng hải tặc trâu trắng hỏa lực lại là đạt được giải phóng. Mượn cơ hội này, 47 chiếc trên thuyền hải tặc mỗi cái hỏa pháo bắt đầu phản kích, đối oan nai hải quân điên cùng bắn chụm, trong lúc nhất thời không chỉ có áp chế hải quân tiến công, càng đem khoảng cách hướng phía trước tiến lên một mảng lớn. Nhìn xem phương xa không ngừng ném mạnh hải vương lít tổ ô ác, cho đến giờ phút này William mới chân thật định Acer thật đã nhìn thấy râu trắng, cũng đem bản thân kế hoạch bảo hắn biết. Dù sao nguyên tắc bên trong Little Oat cũng không phải làm như thế, khi đó hắn hoàn toàn là không muốn sống phóng tới Acer, sau đó liền không có mệnh. Chi cho nên sẽ có dạng này biến hóa, hẳn là râu trắng làm ra điều chỉnh, đã Acer đã cứu ra vậy liền phải nghĩ biện pháp tận khả năng giảm bớt tổn thất, Acer là con của hắn, những người khác đồng dạng cũng là, đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn thù thương. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Liên tiếp xuất thủ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nét, tra tìm Nhìn xem mấy ngàn thước bên ngoài tử hình trên đài Acer, dù là đến hiện tại, râu trắng cũng yên nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại tiểu quỷ lá gan đều lớn như vậy a à. Phóng thích im theo đau dưới mặt đất sáu tầng mấy tên tù phạm không nói, lại còn ngụy trang thành Acer bộ dáng tại toàn thế giới chú mục tiếp nhận hành hình, không thể không nói hắn kế hoạch mặc dù mạo hiểm, nhưng xác thực có khả năng thành công, thật muốn đến thời gian đó cũng không biết rằng Sengup sẽ có nhiều sinh khí, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt quay lại, nhìn về phía sau lưng buồn nhỏ trên tàu, ôn nhu thần sắc hiếm thấy xuất hiện tại hắn trên mặt, với hắn mà nói vô luận thế giới biến thành cái dạng gì chỉ cần người nhà không có việc gì liền tốt thật sự là đáng sợ đâu cự nhân tộc vậy mà có thế trưởng thành lớn như vậy tại Akiji xuất thủ về sau một bên Kizaru cũng rốt cục có động tác trong con mắt phản chiếu lấy ô ác cái kia bóng người to lớn cứ việc ngoài miệng nói xong thật đáng sợ vừa vặn bên trên tán phát lấy hàng ý lại là một chút không ít trực tiếp nguyên tố hóa biến mất tại chỗ lại xuất hiện thời điểm, liền đã đi tới trong chiến trường giữa không trung, trên thân càng là tản ra cực độ lấp lóe quang mang, năng lượng cường đại ba động càng là từ trên người hắn bộc phát. Bác xích Quỳnh Câu Ngọc Vô số đạo ẩn chứa năng lượng cường đại chùm sáng xạ tuyến trong nháy mắt cùng lúc bộc phát, mục tiêu chính là nơi xa chính tại ném mạnh hải vương Little O ác. Sao có thể để ngươi đạt được đâu, Kijaru Một đạo xanh thẳm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ở nửa đường bên trên ngăn lại tất cả chùm sáng công kích. Này rung động một màn quả thực kinh đến đứng ngoài quan sát vô số người, phát động công kích thế nhưng là hải quân đại tướng Kizaru vậy mà có người có thể hoàn toàn ngăn lại hắn công kích, với lại cái kia người còn không phải râu trắng. Trong lúc nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mọi người muốn biết đến cùng là ai vậy mà như thế cường đại. Lệ Một tiếng chim hót đột nhiên truyền đến, mọi người phát hiện bộc phát năng lượng quan đoàn bên trong lại có một cái nửa người nửa chim kỳ quái sinh vật. Cái kia, đó là băng hải tặc trâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng Phoenix Marco. Có hải quân hoảng sợ nói, thân là thứ nhất phiên đội đội trưởng, Marco danh khí là gần với râu trắng người, dù là Acer tại vạch trần thân phận chân thật trước cũng là kém xa tích tắp. Như vậy mọi người cũng liền tiếp nhận Kizaru bị cản sự thật, dù sao cái kia người thế nhưng là Marco. Hắc hắc, nên ta. Nguyên bản nửa người nửa chim thân thể trong nháy mắt huyển hóa thành một cái màu lam cự điểu, hai cánh chấn động mạnh mẽ lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Kizaru, thời gian nháy mắt liền là đi vào Kizaru đỉnh đầu, một cước từ trên trời giáng xuống thẳng đến Kizaru đầu. Cứ việc công kích rất là đột nhiên, nhưng lại không làm khó được thân kinh bách chiến Kizaru, cánh tay cản lên đỉnh đầu, đón lấy mát cô một kích này. Cút cho ta. Vậy mà, tại va chạm trước một khắc, không trung mát cô lại là đột nhiên lần thứ hai phát lực, trong nháy mắt bộc phát ra 120% lực lượng, trực tiếp đem Kiyaru xa xa đá bay rơi xuống đất. Nếu như nói vừa rồi một màn kia mọi người còn có thể tiếp nhận lời nói, trước mắt một màn này lại là sao cũng không chịu nhận, đây chính là đại tướng Kiyaru A, cứ như vậy bị người một cước đá bay, nói đùa. Vô luận như thế nào, sự thật bày tại trước mặt, coi như bọn hắn không chịu nhận cũng cải biến bất kỳ kết quả gì. Đối mặt Marco chặn đường, Kiyaru đối Little ác công kích chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, hiện tại còn không xa không phải cuối cùng quyết chiến thời điểm, song phương cũng chỉ là đơn giản giao thủ thí chiêu, cũng sẽ không bởi vậy bộc phát ra chân chính quyết chiến. Tại Marco hành động cùng lúc, chiến trường chính diện kim cương vô du đồng dạng không cam lòng lạc hậu, hai tay tại trên mặt băng ra sức một đập, trực tiếp ném ra một cái đường kính hơn 50 mét to lớn khối băng, sau đó càng là kinh người tay không đem dơ lên, siêu cường bắp thịt thậm chí sau Marco đánh lui Kizaru còn muốn rung động. Một cái bình thường người bình thường vậy mà dơ lên nặng đến mấy chục tấn to lớn khối băng, quả thực là thần tích. Ta xem các ngươi làm sao tiếp. Một tòa băng sơn trực tiếp bị vô du xem như đạn pháo đánh tới hướng hải quân, đối mặt này thanh thế to lớn một kích, mấy vạn hải quân một mặt tuyệt vọng, đột nhiên đối mặt một ngọn núi dù là ai cũng không cách nào lạnh nhạt đối mặt, loại trình độ này thậm chí đã vượt qua bản bộ trung tướng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Mắt thấy băng sơn liền muốn rơi xuống, ngồi hồi lâu Akainu cũng không còn cách nào ngồi nhìn mặt kệ, tay phải trực tiếp huyễn hóa thành nóng bỏng nham tương, dọc dọc chất lỏng sền sệt không ngừng nhỏ xuống, cứng trắng sàn nhà trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra một cái 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 hố. Đại phúng hỏa Tản ra kinh khủng nhiệt độ cao tay phải tại vung ra một sát na trực tiếp biến lớn đến phạm vi mấy mét, cứng trắng băng sơn ở trước mặt hắn liền như là đậu hũ bị nhẹ nhõm xuyên thấu. Sau một khắc, sau cự nhân chiến sĩ còn muốn khổng lồ mấy chục lần to lớn băng sơn tại trong khoảnh khắc bị hoàn toàn hòa tan. Vậy mà, Akainu công kích cũng không như vậy kết thúc, tay phải chấn động ngưng kết nơi tay trên tường thành nham tương cho tàn trực tiếp trong nháy mắt nổ tung vô số đá vụn, đánh tới hướng nơi xa hải tặc, mà cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, càng cuồng mảnh công kích còn ở phía sau lưu tinh hỏa sơn. Trầm thấp trong tiếng trống giận dữ, từng khỏa đường kính mấy mét nham tương cự thạch phóng lên tận trời, không khác biệt bắn về phía chiến trường, cái kia hùng vĩ tràn diện như chân thực núi lửa phun trào, mỗi khỏa nham tương cự thạch đều mang khí tức hủy diệt. Akainu trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp cho hải tặc mang đến tổn thất cực kỳ lớn, càng là đánh lui hải quân trùng kích. Lít tổ ô ác nguyên bản tạo nên ưu thế tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chiến đấu cũng bởi vậy lần nữa trở nên dằn co khó phân. Đến tận đây, trừ gáp sen gúc hai người bên ngoài, vô luận hải quân vẫn là râu trắng tất cả cao đoan chiến lực đều đã xuất thủ. Chiến trường cũng bởi vậy trở nên càng phát ra hỗn loạn, khói lửa tràn ngập hỏa lực âm thanh minh, trong tiếng gầm trống tức giận pha tạp lấy kêu thảm, chiến tranh tính tàn khốc tại thời khắc này hiển hiện vô cùng nhường nhuyễn. Nhìn xem các loại kỳ quái mà cường đại năng lực, William Tâm cũng là ngứa lạ vô cùng, nếu là mình tất cả đều cho phục chế, vậy sẽ cường đại cỡ nào, nhất là Kiyaru Pika Pika no Mi, quả thực là giết người càng chạy trốn thiết yếu chuyên môn năng lực, đã có được siêu cường bộc phát công kích, lại có khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng. Chính là bởi vì này cái trái cây năng lực, Kiyaru có được một ngụm một tốt đáng sợ một cước một cái siêu tân tinh, cùng tiền lương đúng chỗ tứ hoàng làm phế thuyết pháp. Nhiệm vụ mới đã truyền đạt, chủ ký xin chú ý tại William suy nghĩ lung tung thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm hấp dẫn bản thân chú ý, tại xác định nhiệm vụ mới đã truyền đạt về sau, William liền là vội vàng đem lực chú ý chui vào trong đầu hệ thống giao diện. Từ từ phóng thích Acer về sau hệ thống nhiệm vụ liền đã thời gian rất lâu không có đổi mới, quả thực để khao khát lực lượng William gấp hỏng. Nhiệm vụ giới thiệu Chủ ký sinh đã thành công tham dự vào trên đỉnh chiến tranh bên trong, đã như vậy vừa vặn mượn cơ hội này đánh ra bản thân danh hào nhiệm vụ yêu cầu. Tại chiến tranh kết thúc trước hiển lộ bản thân thân phận chân thật. Nhiệm vụ ban thưởng. Một triệu hối đoái điểm, 25 điểm kỹ năng. Liên tục xác nhận bản thân không có hoa mắt nhìn lầm về sau, William kích động, hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng thế nhưng là trọn vẹn một triệu, nhiều như vậy hối đoái điểm đã rất bản thân đổi lấy chân chính đồ tốt. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. Nhảy. Nhảy tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Luffy trên trời rơi xuống. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nét, tra tìm. Đối với hệ thống trong thương thành đồ tốt William thế nhưng là một mực nhớ đâu, nếu không phải là mình bây giờ có được hối đoái điểm chỉ có 350.300, không đủ để hối đoái mình muốn, nếu không lời nói đã sớm hối đoái. Dù sao, mình muốn đều là một triệu cất bước, giá cả tiện nghi đồ vật đối giúp mình cũng không lớn, không cần thiết hối đoái. Lúc này, vượt ngục Luffy mấy người cũng đã đến, chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí có chút xấu hổ, ở vào trăm mét cao to lớn tầng băng bên trên. Bọn hắn chạy đến thời điểm vừa vặn đụng tới râu trắng dẫn phát biển động, cả cái đội thuyền đều bị cuốn đến không trung, không chờ bọn họ rơi xuống biển động liền bị Akiji hoàn toàn đông kết, bọn hắn thuyền cũng bị bách đổ tại đỉnh cao nhất. Jinbei, chúng ta đây là đến đâu mà. Một lòng vội và cứu Acer Luffy đã sớm mất đến năng lực suy tính. Luffy, ngươi mau đến xem. Không giống với Luffy, Jinbei rất rõ ràng lấy trăm mét to lớn khối băng ý này cái gì, không hề nghi ngờ đây là hải quân đại tướng Akiji năng lực, nói cách khác hải quân bản bộ bọn hắn đến. Sự thật cũng xác thực như Jinbei suy đoán, khi bọn hắn đi đến băng sơn biên giới nhìn xuống lúc, một trận quy mô mênh mông chiến tranh hoàn chỉnh đập vào mi mắt cái kia khổng lồ quy mô chấn kinh đến tất cả mọi người. Dinh bay, Ivan, đến giúp đỡ. Đánh nát đoạn này khối băng, chúng ta trượt xuống đến. Tại người khác còn đang khiếp sợ tại chiến tranh mang đến rung động lúc, Luffy lại là nghĩ kỹ đến phương pháp, mặc dù phương pháp này rất là nguy hiểm. Tốt. Mặc kệ người khác nói thế nào, ba người trực tiếp động thủ liền ngay cả một bên Crocodile cũng là cùng theo một lúc xuất lực. Bốn người hợp lực một góc của băng sơn trực tiếp đứt gãy, mất đến băng sơn chèo chống, cả con thuyền ngay tiếp theo tất cả mọi người trực tiếp rơi xuống đến. A a a. Vượt qua trăm mét trên lệch dọa nước tiểu tất cả mọi người, bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì bảo hộ, phía dưới càng là cứng rắn vô cùng mặt băng rơi xuống đến thế nhưng là sẽ chết người. Luffy đám người ra sân phương thức quả thực quá mức đặc biệt, muốn không khiến người ta chú ý tới cũng khó khăn. Kết quả là, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Luffy đám người may mắn rơi vào vô du ném ra cửa hang lọc vào trong biển. Đây là hải quân đánh lén A. Đối với bọn này đột nhiên xuất hiện thế lực không rõ, vô luận hải quân vẫn là hải tặc đều duy trì độ cao cảnh giác, đây chính là chiến trường hơi chút một chút chủ quan đều có thể mất mạng, không nhịn được bọn hắn không cẩn thận. Bọn hắn là Impel đao đào phạm. Khối công kích. Trước hết kịp phản ứng vẫn là hải quân, Luffy đám người tồn tại bọn hắn đi thẳng biết rõ, huống chi trên người bọn họ mặc phạm nhân chế phục đồng dạng bại lộ thân phận của mình. Nhìn thấy đám hải quân phản ứng về sau, hải tặc nhóm ngược lại không lo lắng, bởi vì cái gọi là địch nhân địch nhân liền là bằng hữu, mặc dù còn không biết đám người kia lai lịch cụ thể, nhưng giờ phút này lại là đem bọn hắn coi là kề vai chiến đấu chiến hữu, thậm chí trợ giúp bọn hắn ngăn cản hải quân công kích. Acer, ngươi ở đâu? Acer, Acer. Acer. Giờ khắc này, Luffy đầy trong đầu đều là Acer, hắn liều mạng chạy, tìm kiếm lấy Acer thân ảnh. Rốt cục, tại lần lượt thất bại về sau, Luffy nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, cứ việc cách xa xôi khoảng cách, nhưng Luffy vẫn là một chút nhận ra cái kia người liền là Acer. Giờ khắc này, hắn cao hứng giống cái kẻ ngu. Acer. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi, chờ lấy ta, ta cái này đi cứu ngươi. Luffy họ hét truyền vào William lỗ tai cùng lúc cũng truyền khắp toàn bộ chiến trường, trong lúc nhất thời, ngược lại là hấp dẫn không ít người chú ý. Gáp, lại là ngươi cái này hỗn đảng người nhà. Nhìn xem phách lối Luffy, Sengoku thực tại nhìn không được đối gáp nổi giận. Nhóc mũ rơm Luffy, Sengoku tự nhiên rõ ràng rất, không chỉ là bởi vì gáp duyên cớ, là bởi vì Luffy bản thân sợ tác sở vi. Không chỉ có công phá chính phú chính tổng bộ Enix Lobby, càng là nhóm lửa đại biểu cho thế giới chính phủ cùng với nước đồng minh cờ xí, khiến Enix Lobby 800 năm không bị công phá truyền thuyết như vậy gián đoạn. Sau đó càng là từ hải quân độ ma lệnh bên trong chạy ra thăng thiên, bởi vì sự kiện kia để bọn hắn hải quân rất mất thể diện. Mà này vẫn chưa xong, sau đó càng là gan to bằng trời tại quần đảo Sa Bao trước mặt mọi người đánh thiên long nhân. Nếu như nói công phá chính phú chính chỉ là để bọn hắn hải quân mặt mũi không ánh sáng lời nói, trước mặt mọi người ẩu đã thiên long nhân coi như để thế giới chính phủ cũng cùng theo một lúc mất mặt. Cũng chính là hai chuyện này, để Sen Gúc lại một lần nữa nhận thức đến gáp không đáng tin cậy, vậy mà lại bồi dưỡng được một cái có thể cho bọn hắn hải quân tìm phiền toái hạng người. Hắc hắc ha ha, không hổ là lão phu cháu trai. Đối với Sen Gúc phẫn nộ gáp lựa chọn làm như không thấy, dùng tiếu dung che giấu bản thân xấu hổ. Vậy mà, ánh mắt lại là nhìn về phía bên cạnh Acer, Chẳng biết tại sao, Gáp luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hôm nay Ace giống như có chút quá yên tĩnh, vô luận là trâu trắng xuất hiện vẫn là Luffy đến, hắn đều không có nửa điểm biểu thị, chỉ là cúi đầu một mực trầm mặc. Cứ việc nghi hoặc, nhưng Gáp nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tại hắn nguy hiểm thời điểm bản thân lại không thể ra tay cứu hắn, trong lòng vốn là cảm thấy thua thiệt, cũng không tiện chủ động nói cái gì. Một bên khác, đồng dạng đuổi tới chiến trường Jinbei ngay đầu tiên liền là tìm tới râu trắng. Lão cha, thật xin lỗi, ta. Không đợi Jinbei nói hết lời, râu trắng liền là đưa tay đánh gãy. Ngươi cũng không cần xin lỗi, vì ta ngươi làm đã đủ nhiều, với lại cái kia tên tiểu quỷ cũng xác thực giúp chúng ta, đã dạng này chúng ta cũng không thể keo kiệt. Huống chi hai năm này hải quân cũng càng ngày càng phách lối, cũng dám đem bàn tay đến nơi này của ta, đã như vậy vừa vặn thừa cơ hội này gõ một cái. Nghe được Trâu Trắng nói như vậy, Jinbei cũng chỉ có thể từ bỏ, sự tình phát triển đến trình độ này, hắn đã sớm bất lực thay đổi gì. "Jinbei, ngươi cảm thấy William này người thế nào?" Đối mặt lão cha vấn đề, Jinbei trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, William này người hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng ấn tượng lại là cực sâu, suy nghĩ một lát mới cho ra bản thân đáp án. "Không thể phủ nhận hắn là một cái có thực lực." có quyết đoán, hơn nữa còn rất có thiên phú người trẻ tuổi, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành đại nhân vật. Nhưng cùng với thì hắn cũng là một cái kẻ giả tâm, chẳng biết tại sao hắn cuối cùng cho ta một loại không cách nào thấy rõ cảm giác, cả người giống như bị một đoàn sương mù bao phủ, rất là thần bí. Jinbei rất là nghiêm túc cho ra bản thân cái nhìn. "Uy uy, khó được ngươi cho ra cao như vậy đánh giá, lúc trước Acer lên thuyền thời điểm cũng không thấy ngươi nói như vậy. Đối với Jinbei đánh giá, râu trắng cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, Jinbei tầm mắt cũng không phải bình thường cao, liền ngay cả Acer hắn lúc trước cũng chỉ là cho ra thiên phú không tội đánh giá, cả hai so ra cũng không phải kém một điểm nửa điểm. Không giống nhau, Acer xem xét liền là cùng chúng ta một loại người, nhưng hắn lại không phải. Nghe đến đó, râu trắng hai mắt nhìn không được nhìn về phía nơi xa thay Acer ngồi sổng tại tử hình trên đài nam nhân kia, thầm thúy ánh mắt ẩn giấu đi nội tâm của hắn ba động, cũng không biết kết cục suy nghĩ cái gì. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36. Cường giả bí ẩn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nét, tra tìm. Đúng, cái kia cái mang theo mũ rơm tiểu quỷ liền là Acer đệ đệ A. Mang theo xem kỹ ánh mắt, Râu trắng nhìn về phía trên chiến trường xông lên phía trước nhất Luffy. Là lão cha, hắn liền là Ace đệ đệ, vì cứu Ace gia hỏa này không biết dùng biện pháp gì vậy mà xông vào im theo đau, hơi kém không có bị gen tên kia cho hạ độc chết. À, phải không? Vậy ngươi cần phải tốt tốt bảo hộ hắn, đừng để hắn chết. Là, lão cha. Đối với Râu trắng mệnh lệnh, Jinbei tự nhiên là vô điều kiện phục từ, thẳng đến trong chiến trường Luffy mà đi vậy mà liền tại jinbay sau khi rời đi không lâu lớn cơn xoáy nhận đoàn hải tặc thuyền trưởng squat lại là tìm tới có chuyện gì à squat đối với hắn xuất hiện râu trắng cũng là hơi nghi hoặc dựa theo kế hoạch lúc này hẳn là ở tiền tuyến mới đúng lão cha ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi kết cục có hay không đem chúng ta xem như con trai của ngài squat vấn đề quả thực kinh đến râu trắng mà càng làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là đối phương vậy mà trực tiếp cầm đao đâm về phía mình. Mắt thấy mũi đao liền muốn đâm vào râu trắng lồng ngực, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện, một cước đá bay squat lưỡi đao. Moby Dick bên trên liên tiếp phát sinh hết thảy quả thực vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Chẳng ai ngờ rằng râu trắng bọn thủ hạ vậy mà lại đột nhiên hướng hắn khởi xướng tiến công, càng không có nghĩ tới râu trắng bên người lại còn ẩn giấu đi như thế một vị cường giả, cái kia đột nhiên bộc phát tốc độ tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hỗn đảng, ngươi đang làm cái gì? Ở tiền tuyến tác chiến Marco trong nháy mắt trở về, một cước đá tại squat trên bụng, trực tiếp đem hắn đá ra xa mười mấy mét. Sau đó chăm chú thủ tại râu trắng bên cạnh, khẩn trương nhìn chầm chầm cái kia cái đột nhiên xuất hiện, nhưng lại đem bản thân ẩn tàng tại áo choàng đằng sau người xa lạ. Không chỉ là Marco, giờ khắc này Sengúc, Gat, cùng hải quân tam đại tướng đều đang nhìn hướng vị này không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện cường giả, trong đầu tự hỏi tất cả khả năng tuyển hạng. Nhất là Akainu, trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là sát ý, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, nói không chừng thật có thể làm bị thương trâu trắng, dạng này cơ hội thế nhưng là sẽ không còn có lần thứ hai, bỏ lỡ cũng liền thật không có. Mà Sengúc lại là nghĩ, vì trận chiến tranh này bọn hắn không biết đều làm bao nhiêu chuẩn bị, vì xác định địch nhân danh sách, bọn hắn phái ra gần vạn nhân viên điều tra, càng là cùng chính phủ tổ chức liên hợp hành động, đem tất cả có khả năng xuất hiện cũng tham gia cùng lặng tại nhân viên từng cái giám thị. Có thể coi là làm đến loại tình trạng này, lại còn là xuất hiện ngoài ý liệu địch nhân, cái này để hắn rất là khẩn trương, ai biết vẫn sẽ hay không có những người khác xuất hiện, một khi như thế thắng bại liền thật khó liệu. Chớ khẩn trương, hắn không phải địch nhân. Ngươi về trước đến. Trước một câu là đúng mát cô nói, sau một câu thì là đối bên cạnh áo choàng nam nói tới. Đang nghe đến trâu trắng lời nói về sau, áo choàng nam rõ ràng xuất hiện do dự chốc lát, sau đó mới là không cam lòng rời đi bông thuyền một lần nữa trở lại trong khoang thuyền. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Mác cô đột nhiên cảm thấy người này rất là nhìn quen mắt, bản thân giống như nhận biết giống như. Vậy mà, lại là không có thời gian suy nghĩ nhiều, đã đối phương không nguyện ý hiển lộ khuôn mặt vậy liền hẳn là có chỗ lo lắng không tiện, huống chi trước mắt còn có càng chuyện trọng yếu chờ lấy xử lý. "Sư Quát, ngươi biết không biết mình đang làm gì, cũng dám đối lão cha xuất thủ, không muốn sống." Càng nói càng phẫn nộ, đưa tay chính là chuẩn bị lần nữa đánh lên đến. "Marco." Cũng là bị râu trắng gọi lại. Nắm đấm ngừng ở giữa không trung, lại là làm sao cũng rơi không dưới, đối với râu trắng Marco có tuyệt đối trung thành, cho dù lại thế nào phẫn nộ, chỉ cần râu trắng hạ lệnh, hắn cũng chỉ có thể thu tay lại. Hỗn đảng. Đối không khí hung hăng đánh ra một quyền, sau đó lui về một bên trong coi râu trắng, cứ việc không thể ra tay, nhưng nhìn về phía Squat ánh mắt lại là tràn đầy hàng ý. Squat, ta nơi nào không có đem các ngươi xem như nhi tử. Râu trắng thực tại không thể nào hiểu được, rõ ràng rất nghe lời Squat vì sao đột nhiên nói như vậy, không cần nghĩ cũng biết trong này nhất định phát sinh cái gì. Vì cái gì? Chính ngươi làm cái gì còn không thừa nhận, nếu không phải Akainu nói cho ta biết, đến hiện tại ta vẫn chưa hay biết gì. Ngươi rõ ràng cùng hải quân đạt thành hiệp nghị, để hải quân giết sạch chúng ta, làm trao đổi bọn hắn buông tha Aesir. Đối mặt Squat trả lời râu trắng trầm mặt, cũng không phải bởi vì bản thân thật làm như vậy, mà là bởi vì chính mình nhi tử đã vậy còn quá ngốc. Tại Squat tuyệt vọng nhìn soi mói, râu trắng đưa tay bắt hắn lại thân thể, nhưng không có dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực. Đột nhiên cảm nhận được trâu trắng trên thân ấm áp, Squat cả người đều sửng sốt, thân thể dằn co tại chỗ không biết làm sao. Đần nhi tử, ngươi nếu thật cảm thấy như vậy ta cũng không có cách, dù sao mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn, cho dù là ta cũng không thể chơi liên quan. Bất quá, lại có người dám can đảm phân phối chúng ta quan hệ, vậy thì nhất định phải làm tốt nên đón ta lửa giận. Nói xong cũng là buông ra squat thân thể, cả người từ Moby Dick bên trên nhảy xuống, bởi vì Akainu duyên cớ, râu trắng không còn lựa chọn đứng ngoài quan sát, đến tận đây râu trắng chính thức tham chiến. A a a. Đến giờ phút này, squat lại thế nào ngốc cũng là kịp phản ứng, cứ việc lão cha không hề nói gì, nhưng hắn hắn thái độ lại là biểu dương hết thảy, bản thân hiển nhiên bị Akainu tên hỗn đảng kia lừa gạt thật xin lỗi, lão cha. Thật xin lỗi. Chợt, sơ quát liền là nổi điên xông vào chiến trường. Hắn hận Akainu, nhưng càng hận chính mình, hận bản thân tin vào Akainu hoang ngôn, hận bản thân cầm đao đối lão cha. Hắn đem này tất cả cừu hận toàn bộ phát tiết đến trước mắt hải quân trên thân, trường đao vung vẫy hoàn toàn không để ý bản thân an nguy một lòng chỉ nghĩ đến giết chết trước mắt địch nhân. Chiến cuộc bởi vì râu trắng gia nhập phát sinh cải biến, vô số hải quân giống như thủy triều điên cuồng tuôn hướng trâu trắng, càng là không muốn sống hướng hắn khởi xướng tiến công, cho dù là hải quân tam đại tướng cũng đồng dạng bị hấp dẫn tới. Vậy mà, trắng một đám phiên đội đội trưởng cũng không phải ăn chay, chạy đến Kiyaru lại một lần nữa bị thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco ngăn lại, mà đổi thành một bên Akiji cũng là bị phen thứ ba đội đội trưởng Kim Cương Yoyun ngăn lại, chỉ có đại tướng Akainu đột phá hải tặc vây quanh đi vào râu trắng trước người không có chút nào nói nhảm, hai người vừa thấy mặt liền là bật hết hỏa lực, Akainu mỗi một kích đều có được núi lửa phun trào bộc phát, nhưng mà hết thảy này tại râu trắng trước mặt lại chẳng là cái thá gì. Vốn có lấy hủy diệt thế giới trái cây năng lực trước mặt, tất cả nham tương căn bản là không có cách tiếp cận râu trắng quanh thân 10 mét. Cái kia tính áp đảo lực lượng, cho dù Akainu cũng cảm thấy một trận cố hết sức, không thể phủ nhận, râu trắng thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào không phải gió lớn thổi tới bởi vì râu trắng tham chiến, xông lên phía trước nhất Luffy đám người áp lực trong nháy mắt nhẹ rất nhiều, mượn nhờ cơ hội này, ở tại dư trắng phiên đội đội trưởng yểm hộ dưới, Luffy cấp tốc rút ngắn lấy cùng tử hình đài khoảng cách. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Tiến công Luffy Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nét, tra tìm. Quyết chiến tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, hải quân tam đại tướng cùng lúc tham chiến, bộc phát quy mô làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mà được quan tâm nhất vẫn là trâu trắng cùng Akanu chiến đấu. Nóng hổi nham tương luyện ngục giống như tận thế để cho người ta khó mà tiếp cận, cái kia tản ra nhiệt độ nóng bỏng dù là xa tại ngoài ngàn mét cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Vậy mà, cùng so sánh trâu trắng mỗi một kích càng là kinh người, cường đại năng lực cùng lấy siêu cường lực lượng kết hợp hoàn mỹ, không chỉ có thành công áp chế Akainu, công kích sinh ra dư ba càng đem Akainu sau lưng hơn ngàn hải quân cùng nhau đánh bay, liền ngay cả tòa này truyền kỳ cứ điểm Marinfo cũng là bị không ngừng phá hư, chỉ có thể nói không hổ là hủy diệt thế giới lực lượng. Dù là râu trắng đã già cũng cần đỉnh phong thời kỳ hải quân đại tướng để ngăn cản, đổi người ai đến cũng. Không được. Làm sao, tuổi tác lớn ngay cả đau cũng cầm không vững một bên tiến hành chiến đấu, một bên mở miệng khiêu khích trâu trắng, đối với Akainu mà nói, chỉ cần có thể thắng lợi quá trình cái gì cũng không đáng kể. Bất quá, loại này không đau không ngứa khiêu khích đối trâu trắng tới nói căn bản tính không được cái gì, hắn kinh lịch chiến đấu nói ít cũng có hơn vạn trận, thủ đoạn gì chưa thấy qua, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Akainu tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta sự xuất toàn lực, giữ lại ngươi này một ít nham tương đến châm nến nói chuyện liền là một đao chém về phía Akainu, trái cây năng lực tại trên lưỡi đau như ẩn như hiện, đối mặt trâu trắng công kích, Akainu thế nhưng là không dám khinh thường, vội vàng tập trung tinh thần tiến hành ngăn cản. Cùng bạo lực lượng lại một lần nữa quét sạch bát hoang, lấy hai người làm trung tâm phương viên ngàn mét phạm vi triệt để biến thành chiến đấu cấm khu, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Chỉ là cái kia ngẫu nhiên hiển lộ khí tức liền làm cho lòng người sinh tuyệt vọng chớ đừng nói chi là tham gia cùng tiến vào nhìn xem cái kia chiến lực phá trần hai người william không khỏi lấy chính mình cùng bọn hắn so sánh kết quả phát hiện không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bản thân có thể kiên trì nửa phút đều tính trời cao chiếu cố hai người trong nháy mắt bộc phát lực công kích đều quá kinh khủng râu trắng năng lực tạm thời không nói akainu trái cây năng lực thế nhưng là một chút cũng không yếu nhàm tương trái cây đây chính là có được tự nhiên hệ cao nhất bộc phát xưng hào chính diện cứng trắng ai cũng không sợ hải quân tam đại tướng bên trong, có thể chính diện cứng trắng râu trắng cũng chỉ có Akainu một cái, Akiji bộc phát rõ ràng không đủ, Kiyaru lời nói bộc phát có lẽ đầy đủ, nhưng ngành kháng lại là không được, một khi cùng râu trắng giao chiến đổi thành Kiyaru, cả cái Marinfo sợ là bất quá bọn hắn đánh 10 phút đồng hồ, sau đó liền muốn từ trên bản đồ bôi đến. Cùng so sánh, bản thân Mera.mer Afruit xác thực còn kém chút, vô luận bộc phát vẫn là cường độ tương đối mà nói đều muốn yếu hơn. Hiện tại, William chỉ là hy vọng tại bản thân tăng lên năng lực đẳng cấp sau Mera.mer có thể phát huy ra càng mạnh uy lực, không phải còn không bằng hối đoái Suna Suna no mi, tiếng có thể công lui có thể thủ. Thậm chí có thể chiếu vào hô kết gara phương hướng phát triển, hoàn toàn đồng đẳng với Ichi, Sukaku, với lại một số phương diện còn muốn mạnh hơn, chỉ ít Sukaku không cách nào nguyên tố hóa, không cách nào miễn dịch vật lý tổn thương, chỉ cần tố chất thân thể theo kịp hoàn toàn liền là gia cường phiên bản Sukaku. Khi William lấy lại tinh thần quan sát Luffy động tĩnh lúc, kinh ngạc phát hiện giờ phút này hắn cách tử hình đại khoảng cách đã không đủ mấy trăm mét, vô số hải tặc càng là liều mạng vì hắn đánh ra một đầu thông hướng nơi này đường, liền ngay cả trắng phiên đội đội trưởng cũng tại yểm hộ hắn tiến lên. Giờ khắc này, Luffy trên thân tụ tập tất cả mọi người hy vọng, liền ngay cả Râu trắng cũng giống như vậy đem hết thảy ép ở trên người hắn. Inazuma là thời điểm hiện ra lực lượng ngươi. Tốt. Ivan hạ lệnh cùng lúc, chờ đợi đã lâu Inazuma rút cục động thủ. Hai tay biến thành cái kéo, nhẹ nhõm cắt bỏ kiên cố vô cùng mặt, tại hắn năng lực trước mặt nguyên bản cứng trắng vô cùng mặt trong nháy mắt trở nên giống vải mềm mại. Sau đó bị hắn tiện tay ném đi, giống vải mặt đất trực tiếp dựng tại tử hình trên đài. Inazuma vì Luffy chế tạo một cái đơn giản nhất thuận tiện nhất con đường. Luffy lên đi. Nơi này giao cho chúng ta. Liền xem như hải quân tam đại tướng, giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú Luffy bóng lưng, ra Akainu, còn lại hai cái cạn là quay người dự định lui về, chạy đâu. Lúc này, Yoyu cùng Marco há lại sẽ để mặt cho bọn hắn rời đi, thắng bại ở đây nhất cử vô luận như thế nào bọn hắn cũng muốn ngăn lại hai người. A, à, từ không có thời gian khách khí, Luffy một cước đạp vào thang trượt thẳng tắp phóng tới Acer. Nhìn xem nhanh chóng lao tới Luffy, William nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía bên người gác. mình nếu là nhớ không lầm lời nói hắn sẽ ra tay ngăn cản, bất quá lại là để nhìn một cái vô tận nước, trực tiếp bị Luffy một quyền cho đánh bay. Lăn lộn, hỗn đảng. Cả đám đều gây phiền toái cho ta. Sau đó liền là đứng dậy đón lấy Luffy. "Da da mau tránh ra, không cần ngăn đường ta. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cũng cản ở trước mặt mình gáp, Luffy trống giận, hy vọng Gia Gia có thể làm cho mở một con đường. Hỗn đảng, làm sao có thể, ta thế nhưng là hải quân trung tướng. Từ từ các ngươi quyết định ra biển một khắc này nên có cùng ta trên chiến trường gặp nhau quyết tâm, đã các ngươi lựa chọn con đường này vậy sẽ phải làm tốt đối mặt chuẩn bị. Muốn quá khứ, vậy liền từ ta trên thi thể vượt qua đến nói xong trực tiếp giơ lên cái kia thiết quyền đánh tới hướng Luffy. Gáp thô kệch thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả nghe được người đều rất khiếp sợ, bọn hắn rất rõ ràng gáp cùng Luffy quan hệ, đây chính là hắn cháu trai ruột, ai có thể nghĩ tới hắn thực biết xuất thủ, vậy mà, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào gáp xác thực xuất thủ. Nhìn xem gáp quyết tuyệt biểu lộ, mấy vạn hải quân trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lần này ổn. Liền ngay cả nguyên bản tích cực lui về Akiji cùng Kizaru cũng tạm dừng riêng phần mình hành động, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Luffy một chút cũng không nóng nảy, gáp cặp kia thiết quyền mạnh bao nhiêu bọn hắn lại quá là rõ ràng, cho dù là hiện tại bọn hắn cũng không cảm thấy mình có thể khiêu chiến cặp kia thiết quyền, có hắn xuất thủ tuyệt đối 10 phần chắc chính. "Da da, hôm nay ta nhất định phải từ nơi này quá khứ." Luôn luôn sợ hãi gáp Luffy lúc này lại là không thấy chút nào nữa chút e ngại trong nháy mắt tiến vào hai ngăn trạng thái, đồng dạng dơ lên nắm đấm đánh tới hướng gác. Phanh, một giây sau một bóng người bị xa xa đánh bay. Này, cái này sao có thể? Mấy vạn hải quân biểu thị không thể nào tiếp thu được trước mắt kết quả, bị đánh bay lại là bọn hắn tin cậy gáp trung tướng. Thấy cảnh này, Akiji Kiyaru hai người hơi kém không cho cái cầm chấn kinh, nước này để cũng quá giả, ít nhất cũng phải đánh mấy hiệp giả bộ một chút được không liền tốt còn có một người xa so với bọn hắn còn muốn phẫn nộ, cái kia chính là Sengúc, còn kém tại chỗ phun ra một ngụm máu đến, gáp tên hỗn đảng kia vậy mà trực tiếp ở trước mặt mình diễn. Người cái chơi nắm đấm tổ tông vậy mà lại bị mới ra đời tiểu tử một quyền đánh bay, đùa ta chơi. Nhờ ngươi chuyên nghiệp tốt một chút a. À. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 38 Râu trắng bị thương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nét, tra tìm Vậy mà, vô luận sen gúc đám người như thế nào đối đãi, gáp đều đã bị đánh bay, mà rơi tại trong phế tích gáp thế nhưng là không chút nào quản hắn người cái nhìn. Sông phá cuối cùng ngăn cản Luffy rốt cục leo lên cái kia khát vọng đã lâu tử hình đài, cầm Mr. Ba chế tạo chìa khóa muốn cho Acer mở khóa cứ như vậy không nhìn lão phu thật tốt a à. liền tại này lúc một cổ cường đại đến làm cho người ngạc thở khí tức đột nhiên từ william sau lưng bộc phát kế gáp về sau một mực trầm mặt sen gút trốt cục động thủ thân hình trực tiếp chuyển hóa làm cao 10 mét kim sắc đại phật vừa ra tay chính là toàn lực hành động phật phật trùng kích to lớn bóng ma ở dây tiếp theo hoàn toàn bao phủ william hai người căn bản không có thời gian nhượng đường bay cởi bỏ william còng tay Địch nhân công kích liền đã đến. Bất đắc dĩ, Luffy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tiếp tục mở khóa. Gomu Gomu, khí cầu. Tại chỗ hít một hơi, Luffy thân thể trong nháy mắt cấp tốc biến lớn, trực tiếp biến thành một cái đường kính 10 mét có hơn to lớn cục tẩy khí cầu, cản tại William trước mặt, dùng thân thể đón đỡ Sen một kích này. Trong chốc lát, Sen công kích giáng lâm, lực lượng cường đại trực tiếp đem Luffy đánh cho miệng phun máu tươi. Bất quá, cho dù dạng này Luffy như củ liều mạng kéo căng lấy miệng, bởi vì chính mình một khi nhả ra, liền không cách nào bảo trì cái dạng này, sau lưng Acer liền sẽ thụ thương, hắn quyết không cho phép lại có ai tổn thương Acer. Vô luận là ai đều không được. Oanh Liên tại Luffy đem sắp không kiên trì được nửa thời điểm, William dưới thân tử hình đại lại là một tiếng cọt kẹt trước một bước sụp đổ. Mất đến chèo chống Luffy cùng William đành phải hướng về mặt đất, dạng này nhưng cũng vừa vặn tránh đi sen gút công kích. Trong hỗn loạn, Luffy vội vàng đem chìa khóa nhắm ngay khóa tâm, răng rắc một tiếng, hạn chế William còng tay rốt cục bị mở ra, đã lâu lực lượng triệt để thức tỉnh, không thể không nói loại này tự do cảm giác thực mỹ diệu. Luffy, lần này thật là ngươi, lại còn muốn ngươi này cái đệ đệ tới cứu ta. Hiện tại, liền để Kaka che chở ngươi rời đi. Mặc dù Luffy làm ra hết thảy cũng không phải là vì chính mình, nhưng thân tại tử hình trên đài William thấy rõ Luffy đoạn đường này đứng trước bao nhiêu nguy hiểm, thụ bao nhiêu thương, cho dù bản thân không phải Acer, nhưng cũng bị hắn phần này chấp nhất đã động. Phế tích bên trong một đám lửa lặng yên dâng lên, khi hải tặc nhóm thấy cảnh này lúc, bọn hắn nhìn không được chảy xuống kích động nước mắt. Rốt cục, cuối cùng đem Acer cứu ra, đây hết thảy hy sinh đều giá trị, một trận chiến này bọn hắn nỗ lực rất rất nhiều, không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn ngã xuống không thể dậy được nữa. Chỉ là, cái kia chút vĩnh viễn ngã xuống người dù là tại một khắc cuối cùng, trong lòng duy nhất nguyện vọng vẫn là hy vọng có thể có ai có thể đem Ace cứu ra, lần này tham chiến tất cả hải tặc, không có một cái ngoại lệ tất cả đều là tự nguyện đến, không có bất kỳ người nào bức bách bọn hắn làm như vậy. Ai cũng biết chuyến này nguy hiểm, nhưng cho dù dạng này bọn hắn vẫn là đến, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người không hy vọng mất đến Acer ôn nhu. Acer Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người la lên Acer danh tự, bọn hắn quả thực kích động hỏng. Kỹ băng hà. Lại cũng không lo được trước mắt địch nhân, Akiji trực tiếp phóng đại, sau đó cũng không quay đầu lại chạy tới tử hình đại, dù là vô du sớm có phòng bị cũng vẫn là bị đông cứng thành băng điêu. Cúc cho ta. Một quyền đánh bay cản trước người hải quân, không có hải lâu thạch hạn chế, này chút không có nắm giữ bu sô súc haki đem sĩ quan cấp giáo ở trước mặt mình cùng chiến lực trị giá là năm cặn bã không có gì khác biệt vậy mà tận mắt nhìn thấy đây hết thảy dinh bay lại là kinh sợ bản thân thấy cái gì vì cái gì cái kia người cũng có thể khống chế hỏa diễm rõ ràng acer mới là mera mera fruit năng lực giả làm sao có thể còn sẽ có thứ hai cái nếu không phải là mình tận mắt thấy acer đã sớm rời đi theo down bản thân nhất định cũng sẽ cho rằng cái kia người liền là Acer, nhưng cái kia người rõ ràng không phải Acer mà là William. Trước mắt hết thảy hắn thực tại không thể tiếp nhận cũng không thể nào tiếp thu được, phát sinh tại William trên thân hết thảy đã sớm trái ngược lẽ thường. Vậy mà, vô luận Jinbei có thể hay không tiếp nhận, sự thật liền là như thế, hệ thống cường đại vốn là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Viêm Thượng Cương Ngập trời hỏa diễm từ William trên thân bộc phát, sau đó thẳng tắp xông ra đến hình thành một đạo cao hơn 10 mét nóng bỏng tường lửa, trực tiếp giảm bớt một nửa địch nhân. Giờ khắc này, Luffy cùng William phối hợp với cùng một chỗ tiến lên, cứ việc trước đó bản thân chưa hề cùng Luffy kệ vai chiến đấu trải qua, nhưng tại Kenbun sao cảm giác bản thân rất rõ ràng Luffy bước kế tiếp hành động, đuổi theo hắn động tác hoàn toàn không là vấn đề. Lưỡng cất mâu. Khi hai người xông qua một nửa chiến trường khoảng cách lúc, chân chính trở ngại mới xuất hiện, băng vụ bên trong một bóng người như ẩn như hiện, người chưa tới công kích lại là trước một bước đến. Hỏa trụ Tiếng nói vừa ra cùng lúc, một đạo hỏa trụ từ mặt đất phun ra ngoài, trực tiếp hòa tan giữa không trung đá mâu. Lúc này, William sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, có thể bộc phát ra dạng này công kích toàn thế giới trừ hải quân đại tướng Akiji bên ngoài trước mắt còn không có người thứ hai. Kho lạp lạp, thế nhưng là không thể thả ngươi rời đi a à, hỏa quyền Acer cho dù đến lúc này, Akiji vẫn là một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng, có đôi khi William thật rất ngạc nhiên, gia hỏa này là như thế nào làm đến cả ngày đều tại mệt trả rời. Người nếu là thật sự có thực lực, vậy ta cũng nhận. Dư thừa lời nói đều là nói nhảm, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đều đến lúc này tự nhiên không có rút lui có thể nói, làm liền xong. Bạo trĩ chủy Akiji cánh tay phải trong nháy mắt nguyên tố hóa, càng là thả ra một cái cự điểu, những nơi đi qua hết thảy đều bị băng phong đông lạnh, liền ngay cả trong không khí mỏng manh hơi nước cũng chạy không thoát băng phong vận mệnh, đồng kết thành từng khỏa tiểu băng châu. Hỏa quyên Nóng bỏng hỏa diễm đồng dạng từ William nắm tay phải phun trào, một cái biển lửa cấp tốc thành hình. Sau một khắc, nóng rực lửa cùng rét lạnh đá gặp nhau, không có oanh minh cũng không có ba động, có chỉ là im ắng thôn phệ, hỏa diễm thôn phệ hòa tan vào hàng băng, mà hàng băng nhưng lại không ngừng mà đông kết dập tắt lên hỏa diễm. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Vậy mà, đột biến lại là tại chiến trường một bên khác lặng yên phát sinh. Nguyên bản áp chế Akainu râu trắng đột nhiên sắc mặt thống khổ che ngực vị trí trái tim, không chỉ có như thế, càng là một gối té quỷ dưới đất, thời khắc máu chốt trâu trắng bệnh tim phạm. Cơ hội như vậy Akainu làm sao lại buông tha, Nắm đấm nguyên tố hóa cùng lúc thân thể càng là lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận Râu Trắng. Minh cẩu. Nhắm ngay Râu Trắng phần bụng liền là một quyền, lực lượng kinh khủng tăng thêm kinh khủng trái cây năng lực, Akainu nắm đấm trực tiếp đánh vào Râu Trắng trong cơ thể, tại hắn trên phần bụng lưu lại một cái to bằng miệng chén cửa hang. Râu Trắng, ngươi thật đúng là lão không được. Một kích tức lui, Akainu rõ ràng này một ít tổn thương không có khả năng giết chết đối phương lại tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn chẳng những không có chỗ tốt hơn nữa còn rất nguy hiểm, trước khi chết giả thú thế nhưng là hung tàn nhất cùng bạo nhất. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Hai cái Acer Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nét, tra tìm Lão cha vô số người bởi vì râu trắng thụ thương mà đau lòng, bọn hắn không thể nào tiếp thu được thực tế trước mắt, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lão cha vậy mà lại thụ thương. Akainu, ngươi cút cho ta. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngàn nhiên không sợ hướng phía Akainu khởi xướng tiến công. Cứ việc công kích tới đến đột nhiên, nhưng còn không đến mức để Akainu không kịp phản ứng. Đối mặt không biết địch nhân tiến công, Akainu đồng dạng nâng quyền đối công, hắn đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, vô luận đối phương là ai, đều khó có khả năng không nhìn bản thân đến nắm đấm. Công kích sau đó một khắc bộc phát, dư ba đồng dạng kinh người dưới chân nguyên bản cứng trắng mặt băng tại trong khoảnh khắc sụp ra, nhưng lẫn nhau nhưng không có tiếp tục đến ý tứ, một kích liền phân ra. Đột nhiên xuất hiện người thứ ba lui giữ tại râu trắng trước người cảnh giác nhìn xem chung quanh hải quân, về phần Akainu thì là ánh mắt âm trầm nhìn xem lại một lần tại râu trắng nguy hiểm thời điểm xuất hiện giúp hắn hóa giải áo choàng nam. Người đến cùng là ai? Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ bảo hộ râu trắng, biết rõ làm như vậy ý vị như thế nào sao? Đối mặt Akainu chất vấn, áo choàng nam trả lời chỉ có bảy chữ. Bởi vì hắn là cha ta. Nghe được đáp án này, Akainu mặt trực tiếp đen thành đáy nồi, cái này cũng liền mang ý nghĩa lẫn nhau ở giữa không có như thế nhưng đạm, tuyệt đối địch nhân quan hệ. Bất quá, có một chút lại là để hắn rất là nghi hoặc, băng hải tặc trâu trắng lúc nào lại thêm ra như thế một vị cường giả. Vừa rồi một kích kia mặc dù bộc phát rất vội vàng, nhưng Akainu vẫn là đại khái đánh giá ra áo choàng nam thực lực, vượt qua cường giả phạm trù, miễn cưỡng thuộc về hoàng phó cấp đừng, dạng này người bản thân không nên không biết. Ngươi về đến, nơi này không cần ngươi trong chốc lát nghỉ ngơi, râu trắng cũng trì hoãn qua đến, đối áo choàng nam ra lệnh. Lão cha, Acer đã cứu ra, dựa theo ước định ta có thể xuất thủ. Vậy mà, áo choàng nam lần này lại là cự tuyệt râu trắng mệnh lệnh. Tự hồ cảm nhận được đối phương kiên quyết, râu trắng cũng không nói gì thêm nữa. Bất quá mặc dù đồng ý hắn tham chiến, nhưng lại đem hắn cản tại thân thể đằng sau không để cho hắn đối đầu Akenu. Cũng chính bởi vì tình huống bây giờ, bọn hắn mới xem nhẹ cái kia cái, Acer, cũng là Mera.meer Afruit năng lực giả sự thật. Nhìn xem râu trắng đặc biệt chiếu cố cử động, Akanu ngược lại càng phát ra mê hoặc, này người đến cùng là ai vậy mà cùng râu trắng quan hệ tốt như vậy, đơn giản có thể so với cái khác mấy cái hạch tâm đội trưởng. Bất quá là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắc thôi. Đoán không được áo choàng nam thân phận, Akanu tâm tình rõ ràng không tốt, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể không cam lòng trào phúng vài câu. Hoắc ha ha, Akainu tiểu quỷ, nói này chút hữu dụng a, à, bất quá lộ ra ngươi càng phát ra vô năng thôi. Cưỡng chế trên thân thể đau đớn, râu trắng lại một lần nữa cùng Akainu chiến đến cùng một chỗ. Một bên áo choàng nam nhưng cũng không có nhàn rỗi, giúp đỡ trắng cây cột ngăn lại cái khác tất cả công tới hải quân tướng lĩnh. Ngươi có hay không bị quan đá? Vậy mà, liền tại áo choàng năm ngăn cản một đám hải quân lúc, bên tai lại là đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ hèn mọn thanh âm, khóe mắt liếc qua nhìn thấy mảng lớn lóa mắt cùng sáng. Cẩn thận! Lúc này, Marco nhắc nhở lại là chậm một bước đến, mặc dù hắn toàn lực ngăn trở Kizaru, nhưng lại vẫn là bị Kizaru chạy mất, dù sao nếu như Kizaru thật một lòng muốn rời khỏi, trên đời này thật đúng là không có có bao nhiêu người có thể đủ ngăn lại. Căn bản vốn không dùng Marco nhắc nhở đang nghe đến Kizaru thanh âm trong nháy mắt, áo choàng nam toàn thân liền đã hiện nổi da gà. giờ khắc này, bản thân gặp phải cường đại nguy cơ. Tại Kizaru công kích đến trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ tới kịp dùng bao trùm bu xô sục hai tay giao nhau cản trước người. Phanh một tiếng vang thật lớn, một bóng người xa xa bay đến, nện vào trong một vùng phế tích. hỗn đảng trong phế tích truyền đến phẫn nộ gào thét, mặc cho ai bị đột nhiên đá một cước cũng sẽ không có hảo tâm tình. À được được, đây là có chuyện gì? Vậy mà, toàn bộ chiến trường lại là đột nhiên lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người vô luận ai tất cả đều dừng lại động tác trên tay, nhìn chầm chầm cái kia trong phế tích người không rời mắt, biểu hiện trên mặt càng là chấn kinh nói không ra lời. Chấn kinh không riêng Marinfo chiến trường này, còn có toàn thế giới tất cả thấy cảnh này người. Bọn hắn thực tại không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, thậm chí một lần hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, không phải tại sao có thể có thứ hai cái Acer. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cả hai cái cách xa nhau không đủ ngàn mét hai bức gương mặt. Hoàn toàn tương tự khuôn mặt, hoàn toàn tương tự thân hình, đừng bảo là hải quân, liền xem như cùng một chỗ sinh hoạt mấy năm hải tặc giờ khắc này cũng hồ đồ, chỉ nhìn bề ngoài lời nói bọn hắn cũng chia không ra ai là ai. Gió nhẹ thổi tới, trên mặt đột nhiên truyền đến lạnh lùng cảm giác, thẳng đến hiện tại thần kinh không ổn định Acer mới phát hiện nguyên bản che đậy trên đầu áo choàng tại vừa rồi công kích trong dư âm bị thổi rớt. Trong nháy mắt, vị này Acer sắc mặt liền là lộ ra không phải rất tốt. Người đến cùng là ai? Giờ khắc này, Akanu chân nộ, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, vốn nên nên bị xử hình rơi Acer không chỉ có còn sống không nói tức thì bị người cứu ra. Cái này cũng coi như... Nhưng bây giờ lại lại đột nhiên thêm ra một cái Acer lại là chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối bọn hắn làm ra hết thảy đều cũng có thành cái gì. Vậy mà, đối với Akainu nghi vấn, Acer cũng không trả lời, hắn còn không biết William kế hoạch đến cùng có hay không triệt để hoàn thành, nếu như lúc này thân phận của hắn bại lộ có thể hay không có ảnh hưởng gì. Nguyên bản tàn khốc hỗn loạn chiến tranh bởi vì thứ hai cái Acer xuất hiện mà tạm dừng, tại làm rõ lẫn nhau thân phận trước không cần thiết tiếp tục đánh xuống đến. Người mới là thật Acer. Cứ việc hai người bộ dáng hoàn toàn tương tự, nhưng trái cây năng lực lại là lừa gạt không người. Akiji chú ý tới chỉ có trước mắt này cái Acer sử dụng hỏa diễm năng lực, mà đổi thành một cái Acer từ đầu đến cuối đều không có hiện ra trái cây năng lực. Như vậy nói cách khác trước mắt đây là thật về phần một cái khác cái bất quá là giả thôi. Hỏa diễm năng lực đúng không, ta giống như cũng sẽ. Akiji nghĩ như thế nào Acer tự nhiên đoán được, một đám lửa đồng dạng từ trên tay hắn dâng lên, trước đó không có sử dụng bất quá là sợ hãi bại lộ thân phận thôi, hắn làm sao có thể sẽ không. Đối mặt tình huống này, Akiji trầm mặt Akainu cũng trầm mặt, dù là thân là hải quân đại tướng bọn hắn như cũ không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy hết thảy, bên ngoài tại bộ dáng dung mạo có thể nhẹ nhõm cải biến, nhưng trái cây năng lực lại là độc nhất vô nhị không cách nào phục chế, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cùng lúc tồn tại tình huống, cái kia trước mắt sự thật lại nên giải thích thế nào, bọn hắn không biết. Làm sao, liền muốn biết như vậy ta là ai? Hiện tại sự biến hóa này xác thực không tại bản thân kế hoạch phạm vi bên trong, nhưng cũng không ảnh hưởng tiếp xuống sự tình, dù sao cũng đã thoát ly tử hình đài, huống chi bản thân thân phận chân thật là nhất định phải hiển lộ, không phải làm sao hoàn thành hệ thống truyền đạt nhiệm vụ. Ngươi sẽ nói cho ta biết a. À. Nghe William lợi nói, Akiji trong lòng không nhìn được khẽ động, nhưng trên mặt lại là biểu hiện được rất là bình tĩnh không có gì không thể, muốn biết ta sẽ nói cho người biết tốt. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Ta gọi William Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nét, tra tìm Kết quả là, vạn chúng chú mục dưới, Akiji bên cạnh Acer biến mất, bị một cái khác trương hoàn toàn mới gương mặt thay thế, vẫn như cũ là cùng lan không bị trói buộc tóc đen, nhưng bộ dáng lại là ngoài dự liệu tuổi trẻ, thậm chí khiến mọi người hoài nghi người thanh niên này có hay không 20 tuổi. Thân cao cùng Acer không sai biệt lắm nhưng lại càng thêm thon dài, toàn thân tản ra một loại không hiểu khí tức. Loại cảm giác này để cách đó không xa Hoki hơi hiếp mắt lại, thân là đệ nhất thế giới kiếm hào, Hắn biết rõ đó là cái gì, không hề nghi ngờ cái kia thuộc về đồng loại khí tức, này người ngoài ý muốn vẫn là một tên kiếm sĩ, hơn nữa còn không tính yếu. Nhận thức lại một cái, ta gọi William. Tại thời khắc này, William cái tên này bị vô số người thật sâu ghi khắc, liên quan tới hắn hết thảy trong nháy mắt bị chỉnh lý thu thập, sau đó đưa đến tất cả người hữu tâm trong tay. William. Tại sao ta cảm giác ở nơi nào nghe qua cái tên này? không giống với trên chiến trường người bên ngoài, Sen Gúc mặc dù cũng không rõ ràng lắm này cái đột nhiên xuất hiện người, nhưng trong đầu lại là có như vậy từng tia minh ngộ, đột nhiên Sen Gúc nghĩ đến cái gì, vội vàng liên hệ một bên nhân viên tình báo. Nhanh! Cho ta liên hệ im theo đao, hỏi bọn họ một chút bên kia có phải hay không có một cái tên là người Kati, nếu có, đem cùng hắn tương quan tất cả tin tức hết thảy điều tới. Bất an nhìn phía xa người thanh niên kia, Sengúc trốt cục nhớ lại bản thân ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Tại Acer tử hình trước, Impel đau từng cho mình phát tới một phần văn bản tài liệu, bên trong nội dung là tất cả liên quan tới vượt ngục tù phạm kỹ càng tẩy tin tức, bản thân từng ở phía trên thấy qua William danh tự. Bất quá cái kia trên văn kiện ghi chú bất quá là dưới mặt đất một tầng phổ thông tù phạm, bản thân cũng không thế nào để ý. Vậy mà hiện tại xem ra, cái này là dưới mặt đất một tầng phổ thông tù phạm, Đơn giản sau cái kia chút giam giữ dưới đất sáu tầng tử tù còn muốn đáng giận Không hiểu thấu có được ra mera merafruit năng lực cũng coi như Càng là không biết sống chết giả mạo Acer Tại toàn thế giới nhìn soi mói ngồi sổng tại chỗ này trên hình dài Sau đó lại tại bản thân không coi vào đâu được người cứu đi Đây cũng không phải là đánh bọn hắn hải quân mặt Đây là trần trụi nhục nhã này cái tốn hao vô số nhân lực vật lực công khai tử hình bị hắn như thế một lẫn vào trực tiếp biến thành trước đó chưa từng có to lớn trò cười, từ đầu đến cuối bất quá là bị địch nhân nắm mũi dẫn đi thôi. Nguyên soái đại nhân, im theo đao trả lời thật có người này, đây là ngài muốn tư liệu. Không nhiều lúc, cấp dưới liền là đến mà quay lại trong ngực càng là ông một chồng thật dày tư liệu, nắm lấy tất cả tư liệu, sen gút cấp tóc nhìn. Trong nháy mắt, sắc mặt liền là trở nên âm trầm khó coi, trừ câu nói đầu tiên lộ ra hơi bình thường bên ngoài, còn lại cái khác nội dung không thể nghi ngờ ngoại lệ toàn bộ vượt quá sen gút dự kiến. Một mình xâm nhập dưới mặt đất 6 tầng, đánh bại Cyril of phóng thích dưới mặt đất 6 tầng trọng phạm hỏa quyền Acer, ma quỷ hậu tự Bullet, Red The Alok Redfield, tự hồ cùng Bullet Red hai người thành lập một loại nào đó quan hệ, liền ngay cả ma gen thậm chí đều bị William mấy người liên thủ kích choán thẳng đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Với lại, trong báo cáo còn thuận tiện lấy nâng lên một kiện khác là Ma dê tiếp tại trước đây không lâu đồng dạng xâm nhập dưới mặt đất 6 tầng đồng thời mang đi mấy tên trọng yếu tù phạm, trước mắt hành tung không rõ. Nói tóm lại một câu, hiện tại im theo đau thậm chí so nơi này còn muốn loạn, khắp nơi đều có tù phạm tại vượt ngục, khắp nơi đều đang phát sinh lấy bạo động, mất đến ma gen trấn áp một lát sợ là khó mà lắng lại. Hỗn đảng Hỗn đảng Hỗn đảng xem hết tất cả tư liệu về sau, luôn luôn trầm ổn sen gút thực tại khống chế không nổi mắng ra, dọa đến một bên cấp dưới một câu không dám lên tiếng, bọn hắn rất rõ ràng vị thủ trưởng này tính tình. Một tên hỗn đảng mang ý nghĩa hắn thật sinh khí, rất ít gặp hắn nói ra hai tên hỗn đảng, duy nhất một lần vẫn là năm đó sư tử vàng tiến công nơi này dẫn đến nửa cái im theo đau bị hủy, mà ba tên hỗn đảng thì là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, có thể tưởng tượng giờ phút này hắn kết cục là cỡ nào phẫn nộ, tự nhiên không dám đánh nhiễu. Đến cùng làm sao, phát lớn như vậy tính tình. Lúc này còn dám nói thế với cũng chỉ có gáp một người. Làm sao, trong phế tích đợi không thoải mái bỏ được đi ra. Nhìn xem gáp một mặt không có quan hệ gì với ta bộ dáng sen gút liền là một trận tức giận. Nếu là vừa rồi hắn nghiêm túc xuất thủ ngăn lại nhóc mũ rơm như thế nào lại phát sinh đằng sau những việc này, cho dù không thể thật tử hình Acer, cũng hầu như so hiện tại thế cục muốn tốt nếu không ta xuất thủ đem tiểu tử kia bắt trở lại gáp cũng là tự biết đuối lý chủ động yêu cầu xuất chiến tạm thời không cần ngươi xem một chút này cái cự tuyệt gáp đề nghị sau đó đưa cho gáp một tấm văn bản tài liệu này cái này sao có thể nhìn thấy trên văn kiện quen thuộc hai tấm ảnh chụp gáp liền là nhìn không được lên tiếng kinh hô cả hai cái hắn quá quen thuộc trong đó một cái càng là hắn tự tay bắt lại không có gì không có khả năng đây là xác thực tình báo cứ việc ta cũng không muốn tin tưởng nhưng này hai người thật đã đi ra hiện tại rất có thể liền tại một nơi nào đó ẩn giấu đi một khi ngươi xuất thủ bọn hắn sợ là muốn không chịu cô đơn một khi như thế trận chiến tranh này thắng bại coi như thật khó mà nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ hiển nhiên động não sự tình cũng không thích hợp gáp trước dạng này ổn định bọn hắn ta đến viện binh nói xong sen gúc liền là lặng yên rời đi, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tại chỗ lưu lại cho mày gác, hắn cũng không cho rằng sen gúc còn có thể tìm tới bao nhiêu cứu binh, binh lực bố trí sớm tại khai chiến trước liền quyết định tốt, căn bản không có cái gì dư thừa cao đoan chiến lực. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tự mình cháu trai bên cạnh đạo thân ảnh kia, trong mắt lộ ra tâm tình rất phức tạp. Từ trên lập trường đến xem, song phương lẫn nhau đối địch, nhưng từ tình cảm riêng tư bên trên gáp không thể phủ nhận, trong lòng thật có như vậy cảm kích, dù sao coi như mình dù lớn đến mức nào công vô tư, cũng không muốn thật nhìn thấy Acer bị xử hình, nhưng hắn làm việc nhưng lại quá điên cuồng quá nguy hiểm. Lần này chiến tranh bởi vì hắn một cá nhân nguyên nhân đã hoàn toàn thay đổi, mà về sau thế giới cách cục đồng dạng lại bởi vì hắn một người mà thay đổi, thế giới đi hướng sẽ triệt để chệch hướng nguyên bản đoán trước. William đúng không ta nhớ kỹ, Bây giờ không phải là cùng ngươi giao chiến thời điểm, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi bắt lại. Nói xong Akiji liền là lách mình rời đi, phóng tới nơi xa lấy râu trắng làm trung tâm chiến trường hỗn loạn. Tại Akiji trong lòng Acer phân lượng muốn sao William đến càng nặng, đương nhiên đây là hắn không nhìn thấy Sengoku trong tay tình báo, không phải hắn phán đoán chưa hẳn còn biết dạng này. Trong lúc nhất thời, hải quân chiến lực mạnh nhất Tam Đại Tướng cùng băng hải tặc râu trắng mạnh nhất ba người. Lục đại trung cực cường giả chiến làm một đoàn, bọn hắn chiến đấu trực tiếp bao trùm nửa cái vịnh biển chiến trường. Đưa mắt nhìn Akiji rời đi, William cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ, bởi vì chính mình mới đối thủ cũng đã đến, dù là so với Akiji đối thủ này cũng là một chút không kém. Bởi vì hắn có một cái vô cùng vang dội xưng hào, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mời đọc truyện hài hước. Nhảy. Nhảy. Nhảy tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả